chào mọi người, mình là Đan nè. Hôm nay mình sẽ đi phượt 30 km với chiếc tình yêu của mình là thằng này. Chắc khăn dự trường đây nè mọi người ơi. Mình không biết là đi chơi 30 km bằng xe máy thì có phải gọi là đi phượt hay không. Chị Google nói là đi phượt phải giống đi bụi, mà tụi mình có đi bụi đâu. Thôi bỏ qua chuyện đó, để đến của tụi mình ngày hôm nay thì sẽ là quảng trường ngắm cầu vồng ở khu lân biển Rạch Giá, cách đây khoảng 30 km mọi người ạ. Và bạn đồng hành của chúng ta ngày hôm nay sẽ là những người bạn hết sức là gần gũi với mình ở ngay trong giáo xứ của mình thôi. Ok, bắt đầu thôi. Hello, hai bạn trẻ, hello. Lúc đi ấy, thì bày đặt hello hello các kiểu, quay video làm màu các thứ vậy đó, mà khúc sau ấy là lạc đường tùm lum luôn. Bởi vì bạn trẻ có khuôn mặt ngây thơ vô số tội này cầm mát này mọi người. Đang lúc lạc đường mà còn cầm máy quay nữa là bạn trẻ này. Ôi cụ tỏ liền nên bạn ấy không có dám đâu, không dám đâu. Nói vậy thôi chứ mình đi cũng vui lắm mọi người ạ. Tụi mình còn đi ngang qua một nhà thờ khá là đẹp ở Kinh Tám, nhưng mà mình không có ghé vô. Mọi người có thể đi ngang qua đây thì mọi người hãy ghé vào nhé. Hello mọi người, mình là Đan này. Nữa cứ người ta đang quay, nãy giờ nó bảo mình quay xong rồi, cái đến lúc mà mình vừa bấm vô lên mình chào một cái nó bảo nữa là sao trời. Hello mọi người, mình là Đan nè. Hiện tại mình đang ở chỗ nào nhỉ? Chỗ này là chỗ nào? Tên là cái biển, không phải khu lân biển à? Cái này tên là quảng trường ngắm cầu vồng. Lại không có cầu vồng vì trời không mưa. Ở khu lân biển Rạch Giá. Trời ơi, tụi mình đi tới đây là cỡ hết, cỡ tiếng rưỡi rồi đấy. Tiếng rưỡi 2 tiếng rồi đấy mọi người. Mình đang đội cái khăn dự trường nè. Lưu chưa? Mọi người thấy chỗ này như thế nào? Là mình để mình quay một vòng cho mọi người xem. Nhưng chỉ 7 giây sau bạn đang chẳng còn nhớ cái gì hết và không quay được cái gì luôn. Mệt mỏi với cái bộ não cá vàng nhưng mà mình cũng chụp lén được cái tấm này mọi người xem đỡ nhé. Còn đây là mình khi mới tới nè. Wow, một không gian bao la rộng lớn quá đi. Hai bạn trẻ rất là tích cực chụp ảnh. Quá trời, quá trời. Không với bài nha. Người gì mà phú vàng vậy? Phải nói có bây giờ chứ. Có. Sao? Rồi bạn tên gì? Không với mày. Tên gì? Đạo nét tí thôi chứ mẹ hiền nào chấp con trẻ đúng không mọi người? Thắt khăn quàng cho rồi đeo cặp rồi quay video rồi mình cũng không có biết tại sao nữa. Vỡ ra. Nghe cho Đan nhé. Thôi là trẻ. Còn sát cho nó dính. Không mày dính cho Đan. Đan cột vô một cái đầu tiên đi. Vô cột cái đầu tiên. Em nãy giờ người ta đi qua người ta nhìn mình như một con dở ấy. Người ta giống con dở thật mà. Đúng không? Mọi người thấy đúng không? Mày lắm bạn đúng rồi. Cận mà nè. Đúng rồi, cái này. Xem một hồi xong lại tạo nét này mọi người, mình phải cắt cái quả nhạc gì vào đây mới được. Đấy mọi người thấy đủ sâu deep chưa? Thế chứ mình thấy mệt mỏi quá rồi, mình phải nho như vậy mình mới chịu được. Tạo nét xong lại chụp ảnh nè mọi người. Ôi mọi người thấy mình rảnh không chứ mình thấy mình cũng rảnh lắm đấy. Không, đến bảo điện nha, đến điện nha mà, đến đây quay chụp. Rồi. Hello mọi người. Đây đang chụp ảnh nè. Nó ôm cột kìa. Mau lên. Rồi. Xong tới cái khúc này là mình đổi điện thoại để chụp cho mẹ hiền thứ hai của mình. Ôi dồi ôi, không biết ảnh ra như thế nào nhưng mà cái hình ảnh hậu trường này mình 3 chấm lắm luôn. Chỗ chấm nào mọi người coi nè. Hai đứa này. Hai đứa này. Hãy đi
chuyển vào chỗ trống xem nào. Cấm huyết rồi đấy. Ừ, đứng lui lui chen vào chen vô. Ổn chưa? Bây giờ là 10 giờ 5 phút. Giờ đi khoảng chắc chiều mới về tới nhà. Chiều đương nhiên là chiều về tới nhà rồi. Đi vòng vòng lạc đường hồi cũng tới nơi này nè mọi người ơi. Chỗ này là một trung tâm thương mại rạch giá nè, có cỡ 4-5 tầng gì đó. Mình vô đây cho mấy đứa bạn mình mua đồ thôi chứ mình có mua được gì đâu. À, không có thì đi. Nó rất phương nam tại Vincom được nhé. Nhưng mà nó hơi mắc một tí. Nó mắc quá. Quá mắc luôn. Qua Nhật đi. Qua Nhật. Mọi người nghĩ qua Hàn Sảng đi. Đi Hàn Sảng đi. Hay là đi Trung Quốc. Đấy, đi đâu thì đi, đến giờ mẹ gọi là phải về liền. Lúc về vừa bị lạc đường, vừa bị vội nữa, mình không có quay được cái gì hết. Quay được có mỗi khúc đi mua trà sữa nè, rồi phải về luôn rồi. Hôm nay đi rất là vui, hẹn gặp lại mọi người ở vlog tiếp theo. Ok, hết rồi, bye bye.